Vào ngày 16 tháng 5 theo giờ địa phương, thảm đỏ Liên Hoàn phim Cannes 2023 ngày đầu tiên đã chính thức diễn ra ngay tại vị trí lối vào trung tâm Palace de Festival tại Cannes, Pháp. Thảm đỏ ngày đầu tiên của Liên Hoàn phim Cannes năm nay đã chứng kiến màn đổ bộ của dàn sao hạng A đình đám nhất nhì Hollywood cùng những ngôi sao hoa ngữ. Phạm băng băng tỏa sáng trên thảm đỏ phim Cannes với làn da trắng xứ cùng trang phục lộng lẫy như bà Hoàng, ngôi sao 8X khoe trọn thần thái ngút ngàn trên thảm đỏ. Phạm Bang Bang diện chiếc váy dạ hội lộng lẫy có in hình hổ và che độc đáo. Được biết đây là chiếc váy mà cô nàng đặt riêng. Được biết đây là chiếc váy mà Phạm Bang Bang đặt riêng thương hiệu thời trang tại Trung Quốc mà cô yêu thích hàng chục năm qua. Nữ diễn viên thêm điểm nhấn cho tạo hình tại Cannes với đôi bông tai ngọc lục bảo cùng nhẫn kim cương kích cỡ khủng. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện quan trọng, nữ diễn viên rất biết cách biến bản thân thành tâm điểm chú ý với những bộ trang phục độc đáo. Cùng lợi là sao nữ Trung Quốc tiếp theo tại Liên hoan phim K năm nay, nữ diễn viên nổi tiếng gây ấn tượng với tạo hình thanh lịch và đầy quyền lực trên thảm đỏ, dù diện bộ đầm khó nhăn. Ngôi sao 6X gây ngỡ ngàng với làn da nhẵn mịn dù bị ống kính hung thần xoay cận, dù lộ dấu hiệu tuổi tác với đôi mắt có phần mệt mỏi nhưng cùng lợi thật sự khiến khán giả phải á ố với độ căng làn da ở độ tuổi này. Tiếp theo là Quan Hiểu Đông, đây là lần thứ tư quan hiểu đồng tham dự Khan, diện mạo lộng lẫy của nữ diễn viên 9X khiến nhiều người trầm trồ, tuy nhiên cô nàng vẫn vấp phải nhiều. Tuy nhiên cô nàng vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều vì lớp trang điểm quá dư và trang phục có phần khiến người đẹp lộ bắp tay kém thon. Bạn gái Lộc Hàm trông dư hẳn so với tuổi vì lớp trang điểm khi lọt vào ống kính của hung thần. Nữ diễn viên tưởng mộng điệp diện trang phục có phần táo bạo khi đến với liên hoan phim Khan lần này dù trước ống kính chân thực của hung thần đôi mắt mỹ nhân họ tưởng trợn lên có chút đáng sợ nhưng nhìn chung thần thái thu hút của cô vẫn xứng đáng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ trước nhất long là sao nam si bít hiếm hoi xuất hiện tại thảm đỏ liên phim k năm nay Tài tử sinh năm 1988 xoáy khí như tổng tài đẹp trai bất chấp luôn ống kính của hung thần chẳng ai ngờ được một sao nam lại cân đẹp cả dàn mỹ nhân khi nói đến làn da trước ống kính từ thần cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi đừng quên để lại những ý kiến của mình ở dưới phần comment nhé xin cảm ơn và hẹn gặp lại